nói mấy lời trước cái buổi chia tay của cái team 5 giờ. Hôm nay Hà cũng không nghĩ là Hà vào BJ tháng này tháng thứ 10 rồi. Hà học rất nhiều rồi. Cả nhà biết Hà rất chăm học, Hà rất nhiều. Nhưng chưa một cái buổi nào mà cả buổi học hôm nay đã lấy nước mắt của Hà rất nhiều. Hà chỉ ích kỷ, lâu nay Hà chỉ nghĩ là cái giấc mơ của mình, giấc mơ của hai con. Nhưng đến bây giờ Hà mới biết được, thì đánh thức là cái giấc mơ của chính bố mẹ mình. Hà vẫn nói với hai con, mẹ chỉ phấn đấu là có tiền để mẹ sửa làm lại cái cho ông bà ngoại một cái nhà. Vì ông bà nội thì anh em bên nhà chồng thì có giàu có hơn thì là có nhà rồi. Mẹ chỉ muốn làm cho ông bà nhà ngoại cái nhà, có nghĩa là cái chỗ ở cho nó khang trang sạch đẹp. Nhà Hà thì Hà ở như vậy là được rồi, nhà lại chỉ có ước mơ như vậy. Và đến hôm nay thì đi bảo là chị sợ một lúc nào không còn, đúng Hà đang lo cái điều đấy. Và chính bên Titi hôm nay đã thúc đẩy cái sự ý của Hà. Lâu nay Hà vẫn ý thì Hà sẽ sau cái buổi này Hà sẽ là chăm chỉ hơn và để sớm để hoàn thành cái ước mơ của mình là xây cho bố mẹ một căn nhà mà Hà đặt mục tiêu năm nay năm thứ ba Hà chưa làm được. Thì Hà cảm ơn con rất nhiều Titi ạ. Cô sẽ là qua cái buổi học này cô sẽ là động lực để cho cô phải không được lười nữa mà phải nhanh chóng hoàn thành cái giấc mơ. Vì bố đẻ cô chuẩn bị bước sang tuổi 45 rồi. Hôm rồi Hà cũng mua cho bố một cái máy thở nhưng mà cũng chưa được về quê đem về cho bố. Vì về quê bây giờ Thanh Hóa vẫn đang có dịch. Nên là cô bảo là hôm nay con chính là người đã đánh thức lại cái cô sẽ về quê và cô sẽ làm nốt những cái điều mà bố mẹ cô đang còn dang dở ở cái tuổi là trên 80 tuổi và gần 80 tuổi. Mẹ đẻ năm nay là chuẩn bị bước sang tuổi 79 rồi. Cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn chị 5 giờ. Hôm nay là cái buổi học Hà không có được mời mà vô tình Hà nhờ cô Giang Thía cho Hà xin cái ID phòng Zoom hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Cho Hà không làm mất thời gian của cả nhà nữa. Cảm ơn cô Hà rất là nhiều. Tổng đại lý có đôi lời chia sẻ với anh chị em nhé. Dạ thì nói chung là thật ra thì mỗi cuộc sống ai cũng có những cái khó khăn riêng á, nhưng mà giống như cô Hà, nếu mà con thực hiện được giấc mơ của ba con được thì chắc là con hạnh phúc nó trọn vẹn lắm, nhưng mà không kịp. Không, cảm xúc quá không nói được lời nào luôn cả nhà. Thật ra như thế này nè mọi người, tôi cũng mong với các anh chị, tôi cũng mong dù dù là các anh chị ở môi trường nào, ở vị trí nào, công việc nào, bi say cũng được, công việc khác cũng được, môi trường nào cũng được, nhưng mà hãy nhớ cái giấc mơ của mình và nhớ nhớ giữ gìn giấc mơ của ba mẹ mình các anh chị. Người ta nói là nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Thường á mình chỉ yêu thương con mình thôi. Có một lần á, tự nhiên cũng tâm sự với mọi người hơi lố giờ. Em cũng có một cái câu chuyện. Từ lúc mà gia đình mà suy sụp về kinh tế, từ lúc mà đi làm đến bây giờ thì mình là kinh tế chính của gia đình. Nhưng mà mọi người mỗi lần mà ti gửi tiền về cho mẹ, ti nói là thôi mẹ ăn uống gì đi, nhưng mà mẹ ti thích cái này thích cái kia nhưng mà không có dám nói anh chị, không có dám nói. Và khi mà tự nhiên bất chợt mình nói chuyện với mẹ mình thì mình nghe mẹ vậy, nói mẹ sao mẹ không nói với con, đây đi con gửi tiền gì cho mẹ rồi mẹ mua. Cái mẹ mới nói là thôi thấy con làm cực khổ quá nên mẹ không nói. Nhưng mà mình tự nhiên ti ti cảm thấy cái khúc đó ti chạnh lòng, cái gì mình chạnh lòng không phải là mình làm cực khổ hay là cái gì hết, mà mình chạnh lòng á là mình xin tiền ba mẹ là rất là dễ. Ngày xưa xin tiền ba mẹ là bắt buộc là ba mẹ phải cho thiếu là giận. Nhưng mà bây giờ á ba mẹ lớn tuổi rồi, ba mẹ nuôi tới lớn rồi, nhưng mà đến cái thời khắc này á là nhận tiền con cái để ăn để uống hoặc tiêu xài ít vậy thôi, nhưng mà rất là ngại các anh chị, rất là ngại. Ngay cái thời khắc đó mình thấy rồi, đúng là hơi buồn, hơi buồn. Nếu như mình chưa kịp có một cái ngày nào báo hiếu với ba mẹ mình, nên là đối với Ti đó là gia đình của Ti rất là quan trọng. Một ngày mà Ti
Ti chưa đầy đủ về mặt gia đình của mình, Ti chưa báo hiếu được với các anh chị, thì chắc chắn là Ti sẽ không dám có con. Tại vì khi mà mình có con rồi, mình phân tâm, mình yêu thương, sợ mình để lạc lõng cho ba mẹ mình thì cũng tội. Và ba Ti thì mất sớm, các anh chị, ba Ti mất rất là sớm. Thì đó là một trong những cái điều mà rất là buồn trong cuộc sống của Ti, mà ngày hôm nay là tự nhiên lại trải lòng với mọi người. Mình rất là nhớ lại cái thời khắc ba chia sẻ về cái ước mơ của mình, các anh chị. Ti còn chọc ba nữa là ước mơ gì mà lớn xíu, ước mơ gì có chút xíu, đi đi đâu, đi Hà Nội. Và mình nghĩ lúc đó là chuyện đó là chuyện hiển nhiên sẽ được đi thôi, các anh chị, hiển nhiên được đi thôi. Nhưng mà tự nhiên bỗng có một ngày á, các anh chị, một ngày là Ti ở Sài Gòn mà Ti nghe thông báo là ba mình mất. Mà Ti nghe điện thoại mà Ti không tin luôn. Ti cứ nói là chị họ của Ti giỡn gì mà kỳ vậy. Lúc đó là mẹ đang lo cho ba, cái xong rồi mẹ bóc máy lên, mẹ nói là Ti mới chớ giớ cuộc đời cái gì. Có những cái thời khắc mà ba mẹ không phải, mình thành công không phải là không kịp với tuổi ba mẹ mình, mà là có những cái rủi ro mà lại đi rất là sớm. Nên là ngày hôm nay là Ti mong là những anh chị nào mà mình có được những cái giấc mơ thì mình hãy nâng niu giấc mơ của mình, và mình hãy kiên trì với giấc mơ của mình, các anh chị. Ngày tháng trôi qua nhanh lắm. Người ta nói có một cái câu là cuộc đời nghĩ là dài, mình dùng cả một từ cuộc đời nghĩ là dài lắm, nhưng mà thật sự nếu mà sống thì rất là ngắn lắm gì. Nếu mà mình sống thì rất là ngắn, thì mình hãy nhanh chóng nha các anh chị nha. Hãy nhanh chóng, hãy tận dụng tất cả các thời gian của mình để thực hiện được cái giấc mơ của mình. Rất là cảm ơn chị Sự, cảm ơn ba tổ chức. Ti chúc cho cô Hà và hai ông bà nhiều sức khỏe hơn. Ti chúc cho chị Dung, mình sẽ mạnh mẽ, mình thực hiện được cái giấc mơ của chính mình. Và chúc cho tất cả các anh chị, mình sẽ tận dụng được Be Say để mình thực hiện được cái giấc mơ của chính mình nha các anh chị, và giấc mơ của gia đình của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe Ti. Cảm ơn Ti rất rất nhiều luôn. Bây giờ chỉ có sỏi đá mới ngồi không được thôi mọi người nhỉ. Chúng ta toàn là những người có trái tim ấm áp, chẳng ai có thể ngồi không được đâu, đúng không mọi người? Ok mọi người nhé, cảm ơn rất nhiều một lần nữa, cảm ơn em, cảm ơn tổng đại lý Ti của chúng ta. Hôm nay có một cái buổi chia sẻ cực kỳ là giá trị, và nhờ cái sự chia sẻ của em, mà nhờ cái sự chia sẻ của Ti, sự xuất hiện của Ti, những lời nói cực kỳ truyền động lực, cực kỳ truyền cảm hứng của em, thì đã làm cho mọi người đã khơi gợi cho mọi người, mọi người đã bắt đầu chạm đến trái tim. Và chắc chắn là sau buổi chia sẻ ngày hôm nay thì sẽ không còn cái tình trạng là kêu ca bán